Xin chào mọi người. Get nghĩa là gì? Các bạn đừng nói get nghĩa là lấy cái gì đó, tại vì nó có rất là nhiều nghĩa. Nếu các bạn tra từ điển thì nó có hơn 50 nghĩa lận. Vì thế hôm nay Vy sẽ chia nó thành 6 nhóm từ để giúp cho các bạn dễ nhớ hơn và dễ sử dụng hơn. Nhóm thứ nhất là to arrive hoặc là to travel. Ví dụ như là how did you get there? Okay, I got there by train. Hoặc là what time did you get here? I got here at 2 p.m. Nhóm thứ hai có nghĩa là to obtain hoặc là to receive. Ví dụ như là I got presents from my sister. Hoặc là I got a letter in the post. Các bạn thấy nó chưa dễ đúng không nào? Tất cả mọi hoàn cảnh chúng ta đều dùng get, không cần nhớ là liệu nó là to receive, obtain, arrive hoặc là to travel, đúng không? Ok, vậy thì nhóm thứ ba có nghĩa là to become. Ví dụ như là in summer it gets hot. Hoặc là I hope I get better at English. I hope I get better at English. Nhóm thứ tư, to buy, to find or to bring. Ví dụ như là can I get you a drink? Hoặc là I need to get some new clothes. Nhóm nghĩa thứ năm có nghĩa là nó dùng để thêm vào các cụm như là to have hoặc là to have to, trở thành là to have got hoặc là to have got to, mà nghĩa của nó vẫn không thay đổi. Ví dụ như là I have so much money, trở thành là I've got so much money. Hoặc là I have to tell her, I have to tell her, trở thành là I've got to tell her. Nhóm cuối cùng đó là nhóm thứ 6, là để diễn tả các câu thành ngữ hoặc là thuật ngữ. Ví dụ như chúng ta có câu là did you get it? Thay nghĩa cho nó giống như câu là did you understand? Là bạn có hiểu không? Hoặc là did you get it right? Did you get it right? Có nghĩa là did you answer? Did you answer it correctly? Là bạn đã trả lời nó đúng hay không? Hoặc là we didn't get off to a good. We didn't get off to a good. Có nghĩa là chúng tôi đã không có một sự khởi đầu tốt. Ta-da! Video đến đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy nhớ like, subscribe kênh và luôn luôn đón chờ những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào!